sàn HTX đang đối mặt với tình trạng hao hụt dự trữ Bitcoin đáng báo động. Công cụ tổng hợp DeFi phổ biến trên mạng Solana, Jupiter, đã tiết lộ kế hoạch cho đợt airdrop khủng với dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024. Vài ngày trở lại đây, Bitcoin Team đang tích cực quảng bá cho tính năng kiểm duyệt phi tập trung độc đáo mới được ra mắt gần đây trên nền tảng mạng xã hội Web3 Fireside Forum. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Nền tảng giao dịch B2B NFT Trader đã đối mặt với một vi phạm bảo mật vào ngày 16 tháng 12, qua đó cho phép hacker đánh cắp hàng loạt NFT trị giá hàng triệu đô la. Trong một thông báo mới nhất, NFT Trader cho biết cuộc tấn công nhắm vào các hợp đồng thông minh cũ, đồng thời kêu gọi người dùng thu hồi quỹ quyền cho hai địa chỉ 0x310, ECC0 và 0x13B9IF. Theo thống kê từ Revoke.cash, trong số các NFT bị đánh cắp có ít nhất 13 NFT thuộc bộ sưu tập Motron App Yes Club và 37 NFT Boric App, cũng như các NFT Vigrants và World of Woman, gây ra khoản lỗ gần 3 triệu đô la. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu hacker đã khai thác lỗ hổng bảo mật này. Trong một tin nhắn công khai, một trong những hacker đã quy việc khai thác ban đầu cho một người dùng khác. Sau động thái cam kết đầy thiện chí gần đây với Quỹ ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ và Quỹ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, nhà phát hành đứng sau stablecoin USDT Tether đã tiếp tục tăng cường tuân thủ thông qua việc đóng băng các ví bất hợp pháp. Trong một chia sẻ gần đây, giám đốc điều hành của USDT, Paolo Adorno, đã nhấn mạnh hành động gần đây của công ty là đóng băng nhiều địa chỉ ví chứa USDT được liệt kê theo lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OPAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tether cũng tuyên bố hỗ trợ niêm phong 326 ví tiền điện tử chứa tới 435 triệu USDT kết hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ, Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Adorno cũng tuyên bố rằng Tether cam kết giải quyết các mối quan ngại mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa ra và vẫn tận tâm hợp tác chặt chẽ với các chính quyền toàn cầu. Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu HTX, trước đây là Huobi, đang đối mặt với một loạt tình trạng đáng báo động liên quan đến việc dự trữ BTC của sàn sụt giảm đáng kể. Theo đó, dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant đã tiết lộ mức giảm đáng kinh ngạc 40% trong dự trữ BTC bằng USD của HTX kể từ tháng 11 năm 2022, khoảng thời gian trùng với mức tăng giá đáng chú ý 150% của BTC. Việc dự trữ BTC giảm mạnh tại HTX đi ngược hoàn toàn so với các giao dịch rộng lớn hơn, nơi đã chứng kiến mức tăng chung là 130% về dự trữ BTC được biểu thị bằng USD. Điều này đã gây ra mối lo ngại về tính thanh khoản và động lực hoạt động của HTX. Ngoài việc hoàn thiện tiến trình KYC, thì việc tập trung xây dựng tiện ích hệ sinh thái cũng nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của Bitcoin Team trong giai đoạn hiện tại, nhằm nhanh chóng đưa B-Network bước sang cánh cửa Open Mainnet được mong đợi. Vài ngày trở lại đây, Bitcoin Team đang tích cực quảng bá cho tính năng kiểm duyệt phi tập trung độc đáo mới được ra mắt gần đây trên nền tảng mạng xã hội Web3 Fireside Forum, một trong những ứng dụng tâm huyết của Bitcoin Team dành cho cộng đồng Pioneer. Theo đó, tính năng mới hướng tới việc nuôi dưỡng một môi trường nội dung tự duy trì. Trong đó, Pioneer không chỉ đơn thuần là những người tham gia thụ động, mà còn là những người đóng góp tích cực, đóng vai trò then chốt trong việc định hình câu chuyện nội dung. Các Pioneer sẽ cung cấp thông tin đầu vào có giá trị và đối với thông tin đầu vào đó, họ được khen thưởng xứng đáng. Có thể thấy, cơ chế kiểm duyệt phi tập trung của Fireside Forum đang đặt ra các tiêu chuẩn mới cho việc kiểm duyệt nội dung, kết hợp liền mạch hệ thống token, trao quyền cho Pioneer và hệ thống khen thưởng công bằng thành một hệ sinh thái gắn kết, minh bạch. Công cụ tổng hợp DeFi phổ biến trên mạng Solana, Jupiter, đã tiết lộ kế hoạch cho đợt airdrop sắp được mong đợi của mình, với dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 1 năm 2024. Trong một thông báo, nhà sáng lập ẩn danh của Jupiter, Miao, đã cung cấp một loạt thông tin chi tiết phát thảo đợt airdrop sắp diễn ra và những nỗ lực trong tương lai của dự án. Theo đó, trong số 10 tỷ token ZUB dự kiến lưu hành, 40% sẽ được dành để phân phối thông qua một loạt airdrop nhằm thưởng cho cộng đồng Jupiter sôi động. Việc phân phối sẽ diễn ra thông qua 4 đợt airdrop, với đợt đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 1,
giải phóng con số khổng lồ 1 tỷ token ZGB vào ví của những người dùng Solana. Mirror cũng tiết lộ rằng 10% tổng nguồn cung ZGB bổ sung, tương đương với 1 tỷ token ZGB khác, sẽ được phân bổ cho những người đóng góp và tài trợ cho cộng đồng. Mirror nhấn mạnh, động thái này nhằm mục đích thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, thúc đẩy các dự án hệ sinh thái Solana và thúc đẩy meta phi tập trung, phù hợp với các mục tiêu cốt lõi của Jupiter. Jupiter được đánh giá là một trong những dự án DeFi nổi bật của Solana, hoạt động như một công cụ tổng hợp hoán đổi, hướng dẫn người dùng đạt tỷ lệ giao dịch token tối ưu. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,653 nghìn tỷ đô la, giảm 0,9% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 41.911 đô la, giảm 0,8% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 2.214 đô la, mất 1,5% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 241 đô la. CryptoLeftVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.